thì xin được trân trọng kính mời ông Lê Duy Thái Bảo, tổng giám đốc công ty tìm kiếm tài năng Việt, và ông Giang Châu, trọng tài kiện tướng quốc gia, sẽ cùng lên sân khấu để trao huy chương danh dự cho các bé đến từ câu lạc bộ Future Star. Mát ai mình cũng cho lên giám đốc, má mình mà bà cũng cho lên giám đốc luôn. Nói giờ mình nhớ chưa có rửa. Giám đốc.